Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ review trên bản đồ một cách trực quan dễ hiểu nhất các diễn biến của châu Âu từ năm 1990 đến năm 2020. Và trước khi vào video, các bạn vui lòng bấm nút đăng ký và bình luận sau khi xem xong video. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu sự nghiên cứu cái bản đồ châu Âu. Trước hết thì chúng ta đây là bản đồ châu Âu quý vị. Đây các nước ở châu Phi phía dưới này. Đây là địa Trung Hải và đây là một số nước ở châu Á. Thế bây giờ trước hết thì chúng ta làm cái màu biển cho màu xanh đi đã. Đấy, màu biển cho màu xanh để chúng ta dễ dàng chúng ta nhận diện. Trong màu biển màu xanh, đấy, chúng ta dễ nhận diện. Thì đây là bản đồ châu Âu. Bây giờ chúng ta thêm cái tên nước vào để cho chúng ta dễ dàng nhận ra. Đó, tên nước vào. Thì bây giờ trước hết thì chúng ta sẽ tô màu các cái nước mà nó thuộc Liên Xô và các nước sở hữu như trước, thì chúng ta là tô màu đỏ để cho chúng ta dễ hình dung. Thì đây là nước Nga. Các nước Trung Á trong này là đều là vậy hết. Đấy. Rồi khi mà năm 45 và giải phóng các vùng đất thì các nước này cũng đều là các nước sở hữu như hết. Đó là các bạn bản tích này: Estonia, Latvia và Litva, Belarus thì đương nhiên rồi, Ukraine đương nhiên rồi. Ba nước ở vùng Cáp Ca đây quý vị nha. Đây bên này nó gọi là đây là biển đen đây. Đây có Ukraine với đây là biển Cáp. Thì chúng ta sẽ soi ra để chúng ta có cái cầu Crimea bắt qua đây là sau này đây. Đấy thì là ba nước Cáp Ca này gồm là Georgia, Azerbaijan và Armenia là cũng là thuộc cái phía đông hết. Rồi Ba Lan là đương nhiên rồi, Ba Lan hồi đấy bị Đức đánh đầu tiên luôn, là coi như là về sau được giải phóng Ba Lan. Rồi Moldova, Romania, Bulgaria là khối sở hữu chủ nghĩa hết. Hungary, đây là Czech và Slovakia, là hai nước này là một đây sau này bị tách ra này, Czech này, Slovakia này, hồi xưa nó gọi là Czechoslovakia nhưng mà sau này nó gọi Czech ra là Slovakia thì tách riêng ra thành Slovakia. Mà Slovakia này là nó lại khác với cái thằng Slovenia này các bạn nha. Lưu ý chỗ đó. Rồi, thế thì còn cái German này thì cũng là hồi đấy là coi không phải đỏ hết đâu, một nửa thì là của Liên Xô, nhưng mà một nửa thì về sau Anh Pháp Mỹ đang chấn nào thì ta cho màu hồng nha. Ta cho màu hồng tức là màu giữa. Thì đây là German là màu hồng. Rồi tiếp tục là chúng ta cái màu đỏ của bên Hồng Quân Liên Xô là giải phóng hết, là năm tư, toàn bộ đây là năm tư hết quý vị, được giải phóng hết. Albania này, rồi Macedonia này, Kosovo, rồi Montenegro. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái bản đồ châu Âu là sau khi mà chiến tranh thế giới thứ hai xong là phân chia như vậy đấy. Thì còn các cái nước bây giờ chúng ta phân chia các cái nước mà gọi là của bên phía NATO đấy, gọi là các nước phương Tây đấy, là gồm Mỹ và NATO, thì chúng ta cho cái màu khác cho chúng ta dễ nhìn. Chúng ta có thể là cho một cái màu xám. Anh thì nó có Bắc Ireland này, quý vị. Đây cái Ireland này, cái đảo đấy Ireland này thì nó là Ireland đấy, thì nó là cái vùng Bắc này, nó là thuộc Anh nha. Anh và Bắc Ireland là như vậy. Pháp, Bỉ, rồi Hà Lan, Nesland, tức là chúng ta lúc nãy nói là vùng đất thấp đấy, có đường đê biển Hà Lan đấy, đây là Nesland, Hà Lan. Đan Mạch, Naui, đây là các nước xám, này là các nước NATO các quý vị nha. Rồi Spain, tức là Tây Ban Nha, rồi Bồ Đào Nha, rồi Italy, rồi đây là Greece, tức là Hy Lạp, và đây là Turkish, tức là Thổ Nhĩ Kỳ thì nó đâu bên khu vực này nó là châu Á này. Châu Á nó còn bên này là châu Âu thì nó là có một cái eo biển là Bosphorus và Dardanelles, là đầu từ biển đen mới đi ra địa Trung Hải ngoài này á, là đều phải đi qua eo biển này, cho nên Turkish này, Thổ Nhĩ Kỳ này là giữ một cái vị trí rất quan trọng bởi cái eo biển này quý vị nhá. Thế thì như thế là chúng ta sẽ thấy, thế thì còn các cái nước này thì sao? Các cái nước này là Phần Lan, Thụy Điển, đây còn một cái nước này nó gọi là Liechtenstein nhỏ này, Luxembourg này nó cũng NATO luôn quý vị nha, là màu xám luôn. Thế thì còn các cái nước này là trung lập, thì trung lập thì chúng ta làm cái màu khác, chúng ta làm cái màu vàng đi. Đấy, màu vàng.
thì đây là Phần Lan là phần là màu vàng này, là trung lập này, Thụy Điển là vàng này, rồi Áo là vàng này, và Thụy Sĩ là vàng. Liechtenstein là vàng. Liechtenstein này nó cũng không theo cái liên minh nào đâu, về sau này cũng theo NATO rồi. Thế là còn các cái nước khác, ví dụ như là Iceland này nó cũng là NATO quý vị nhá. NATO thì chúng ta bôi màu này, Iceland là màu đó. Thì Iceland chúng ta thấy là nước đen này, Ireland này ấy, là nó màu xanh, là nó không có theo phe nào hết quý vị nha. Thì bây giờ chúng ta được phân biệt các cái nước này, châu lục khác này, châu Á đây, và châu Phi dưới này, và châu Á bên tây đông nam của châu Âu này, thì chúng ta chọn các nước này nó màu trắng luôn đi, màu trắng luôn quý vị nha. Đây là các nước màu trắng. Đấy thì chúng ta thấy là sau khi mà chiến tranh thế giới thứ hai xong thì phân chia là như vậy đó. Các màu đỏ là của các nước sở chủ nghĩa và Liên Xô, và các nước màu xám là của các nước NATO. Còn hai cái nước màu vàng này á, là Thụy Sĩ và Áo là trung lập, và Thụy Điển và Phần Lan cũng là trung lập. Đấy là bản đồ là như vậy đấy. Thế sau đó thì bắt đầu NATO và Mỹ là bắt đầu là kế hoạch đông chiến, tức là tái chiếm lại các cái khu vực mà đã phân chia hồi năm 45, tức là bắt đầu đông tiến về phía này. Để chúng ta bắt đầu xem thì khối Bắc Đại, đây là khu vực Đại Tây Dương quý vị. Đại Tây Dương thì là phía nam nữa, thì phía đây là phía bên kia là bán cầu là Mỹ và Canada, thì cũng gia nhập khối phía Bắc của Đại Tây Dương, nó gọi là khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO. Thì Mỹ là cũng là tham gia. Mới đầu thì trụ sở nó đặt tại tại Paris của Pháp, sau đó là tướng De Gaulle bị sau khi mà làm việc với tổng bí thư Liên Xô Brezhnev năm 1961 ấy, thì De Gaulle bắt đầu đồng ý là chuyển cái trụ sở này, tổng hành dinh này của NATO sang Bỉ, thành lập sang Bruxelles, tức là sợ là bị ăn hạt nhân ấy. Canada là một nước ở Bắc Mỹ, phía Bắc của nước Mỹ, là cũng gia nhập, là cũng mới đầu là cũng là Paris, sau đó là về Bruxelles. Và Pháp thì đương nhiên rồi, Pháp cũng từ Paris về đây. Rồi Tây Ban Nha là cũng về Bruxelles ấy, thì hiện nay là tổng hành dinh là Bruxelles. Rồi Anh là đương nhiên rồi, rồi Iceland đương nhiên rồi, rồi Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Ý, rồi Hy Lạp, Greece là Hy Lạp, và Turkey tức là Thổ Nhĩ Kỳ, thì tập trung về đây. Thì đây là khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, là các nước màu xám. Thì chúng ta sẽ tiếp tục, thì bắt đầu họ chiếm sang tức là lật đổ, hoặc là những là biểu tình, hoặc là gây sức ép, hoặc là đảo chính, vân vân, tất cả các biện pháp, miễn làm sao mà lấy lại các cái vùng đất chiếm dần sang phía đông, và biến các nước này gọi là cái gọi là đi về với thế giới tự do, nhưng thực tế là muốn đánh Nga, muốn tiêu diệt Nga. Đấy. Mà cái điều này là Nga không muốn tí nào. Thế là đầu tiên là Đức. Thì Đức thì là quý vị biết là chuyển trạng thái ngay từ năm 1989 là Đức. Sau đó là tiếp đến là Hungary. Hungary là chúng ta biết là giáp với Ukraine, là Hungary nhỏ thôi, là Hungary. Và Romania là năm 89 quý vị nha. Thế đến năm 90 thì ba nước Baltic này đấy, là cũng là độc lập, gọi là đi về với thế giới tự do, tức là sát biên giới Nga rồi nha, ba cái nước này sát biên giới Nga. Rồi tiếp theo là năm 90 thì là Czech và Slovakia, đây là hai nước này, Czechoslovakia là tách ra là thành Czech và Slovakia, hai nước này cũng năm 90. Nhưng mà năm 93 với tách ra làm hai nha. Rồi Ba Lan, Ba Lan thì cũng năm 90. Rồi Nam Tây, toàn bộ khu vực Nam Tây này cũng năm 90 hết này. Năm 90 hết. Rồi Bulgaria thì cũng năm 90 luôn. Thế còn cả Argentina, Mani này thì về năm 92, nhưng mà hiện nay cũng chưa gia nhập NATO, nhưng mà đang quan sát viên thì cũng cái dạng là cũng sẽ bị lùi cái áo vào thôi. Thế thì như thế là chúng ta thấy từ năm 90-91 là hầu hết các nước này nó đã đồng tiến như thế này.
tiến dần về biên giới nước Nga. Rồi các nước của Trung Á gồm có năm nước, đây có ba nước là có một ít đất ở bên châu Âu là Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan, và hai nước nữa là Kyrgyzstan và Tajikistan ở Trung Á nữa. Thì năm nước này là cũng chuyển trạng thái hết, nhưng mà không phải chuyển sang cái trạng thái chúng ta cho cái màu khác đi. Đấy, là chuyển sang cái trạng thái màu này, tức là nó cũng không phải theo Nga nữa mà cũng không theo phương Tây. Là hiện nay là các cái nước này đều như vậy hết. Đấy, quý vị nha. Đấy, ba nước vùng Caucasus là Georgia, Azerbaijan và Armenia, là hiện nay ba nước nhỏ này cũng là theo trạng thái đó, và Moldova cũng theo trạng thái đó luôn. Rồi Serbia thì như chúng ta biết là năm 99 là Mỹ và NATO không kích vào Belgrade và năm 4 này và bắt luôn cả tổng thống Milosevic, là buộc cái nước này là phải theo NATO, nhưng mà nước này không theo, nó chưa theo nhưng mà cũng bị đổi trạng thái để quý vị nhận đang bị gây sức ép, và cho Kosovo là tách ra khỏi Serbia, tức là thành một cái gọi là vùng đất ly khai đấy. Đấy, thì coi như là hiện nay Serbia chưa chịu, Kosovo và Serbia hiện nay đang rất phức tạp, mà cái các nước Mỹ và NATO tách cái Kosovo ra khỏi cái đất nước này, bởi vì nói rằng là các nước này nó nói tiếng Albania cho nên tách nó ra, cho nên đấy cũng là một cái cớ để mà Nga sau này nói là các nước nói tiếng Nga tách ra khỏi Ukraine, là như vậy đấy quý vị nha. Đây là từ cái Kosovo này ra hết đấy. Và tiếp theo là đến năm 2014 thì các nước lại gây ra một cái đảo chính ở Ukraine, tức là lập đổ cái chính phủ và đang thân với Nga, lập nên cái chính phủ mới là thân với Mỹ và NATO, và hiện nay là cái nước này gần như là bù nhìn là làm theo tất cả quân sự, kinh tế, chính trị là đều được Mỹ và NATO giật giày hết, mà bây giờ người ta gọi là ủng hộ đấy, gọi là giúp đỡ đấy, nhưng thực tế là đây là một cái thao trường để mà người ta thử vũ khí, đây là cái nơi mà dùng người để đánh Nga, mà Mỹ và NATO là không mất lấy một người nào hết. Cho nên bây giờ chiến tranh tàn phá ở đây là do cái cuộc xung đột này là do Mỹ và NATO khởi xướng. Còn năm 2022 vừa qua thì Nga đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt là nhằm chống lại, hay nói cách khác là dùng vũ lực để chống lại sự xung đột các nước phương Tây khởi xướng. Thì năm 2021 thì Belarus là cũng bị là các nước Mỹ và các nước NATO và các nước phương Tây đã thao túng, là cũng làm một cái cuộc coi như là biểu tình lớn ở thủ đô Minsk của Belarus, là cũng nhằm đưa Belarus trở ra quỹ đạo của Mỹ và NATO, tức là làm cho biên giới nước Nga là xung quanh là gần như hầu hết là đã nguy hiểm, cho nên Nga là không thể chịu được. Và vừa rồi nhân cái chuyện đánh đấm này tại Ukraine thì các nước cũng kích động cho Phần Lan và Thụy Điển cũng sợ, có người cũng mà thôi tôi cũng xin vào, nhưng mà thực tế thì hiện nay là hai nước này thì cũng đang quan sát viên thôi, cũng chưa được vào, nhưng mà trong tương lai là cũng sẽ vào. Đấy, cho nên như thế thì bảo Nga nó chịu được thì nó không thể chịu được, quý vị ạ. Cho nên chiến tranh sẽ phải xảy ra, để như thông điệp liên bang của Putin nói ngày 21 tháng 2 hôm qua, nói rằng là chúng tôi mở chiến dịch đặc biệt để mà coi như là chấm dứt cái sự mà xung đột do Mỹ và phương Tây khởi.